Nó về rồi. Bây giờ lấy kiểu gì? Vãi. Giao. Hello anh em nhá. Từ Tết giờ mới xuống hội quán đây. Hôm nay xuống lấy la liệt đồ đây. Che đây. Cho anh em xem. Đấy. Giờ vác quả hóa âm này ra. Hôm trước quả hóa âm này thả nó mất hai con ngọn. Bay mất hai con ngọn. Đấy. Đẹp thế này mà mất mẹ mất hai ngọn phí nhờ. Chán quá. Bây giờ bộ này bán bao tiền? Tùy anh ạ. Tổng khách thì nói chung là bộ này vật thả bảy cũng được. Ừ. Nhưng mà nó phí quá. Cái màn chốt trên này là mình không chốt đầu vào nên là lúc mà thu diều xuống là lúc nó đâu nó thả ba con nó cuốn nhau mắc rồi. À, cuốn trên rời gì? Cần rồi đấy. Cái sai lầm mà sáo là bao giờ chốt cái ngọn vào. Chốt ngọn vào thì bao giờ sợ rơi. Nó có lung lay chăng nữa thì nó cũng không sợ rơi ngọn. Anh Quang ơi. Cái em nói rồi, làm thêm cái dây buộc. Đây đây đây, tí buộc luôn, không tí nó mất mẹ luôn. Không tí nữa lại trôi hết bây giờ. Ta đang định ra mồm này tiếc lắm rồi. Làm cái dây mà chốt cái đầu vào. Cái kiểu này người ta gọi là mất bò rồi mới lo làm chuồng. Đấy, mất bò lo làm chuồng này. Chứ còn nếu mà lúc đầu mà cứ làm như thế này thì giờ mất hai con ngọn. Đấy. Nhưng mà chết tiền. Thôi được rồi, chắc rồi. Tưởng đéo rơi đâu. Không tụt được, không sợ. Ông cẩn thận quá mẹ, cái lúc cẩn thận thì cần thì đâu. Không tụt được đâu. Chắc này. Nè, được rồi. Mất bò mới lo làm chuồng mà. Đẹp thế mà phí. Thôi không sao. Một phát thôi nhá. Chỉ một phát thôi. Một phát sau cho anh Bình anh đu. Là còn phát sau lên rồi, phát sau. Thằng này nó nói là khả năng cao là phải đu phát thứ hai thật đấy. Anh cứ làm nào. Hàng này bán rồi đấy. Hàng này là hàng anh lấy tiền chưa? Hàng lấy tiền rồi chưa? Chắc là lấy tiền rồi. Mẹ Hùng thì thằng đéo nào nó chả lấy tiền rồi. Rồi, ok. Ok anh em nhá. Giờ sẽ thả này lên nhá. VL. Bây giờ đọc gọi là VL thôi. Gọi là vãi L. Đéo được rồi. Được không? Lại 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 lại. Xuống mẹ ao rồi. Thôi hỏng con mẹ nó luôn. Ôi thôi 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 thôi. Xuống ao thật rồi chứ không phải là xuống ao giả đâu. Nó về rồi. Bây giờ lấy kiểu đéo gì? Vãi. Giao. Vãi cứt rồi. Đừng kéo, thả dây ra đi, thả dây ra đi. Hỏng thật rồi. Có khi nhá, có khi phải kéo nó xuống xong bắt đầu cho nó sang bên ria ria kia kìa. Thì là nó mới không có cành. Ê. Đấy đúng rồi, cho ra bên đấy. Kéo về xong rồi mình thu dây sau cũng được. Hay cho nó nái nái cho nó về kia. Ừ, chưa lỗi thật. Cẩn thận lại tụt mẹ mương giờ.
Cẩn thận tụt xuống ấy. Chỗ này kéo nó sát sát về ấy. Liệu có rắn không? Ờ, chỗ này về là ngon. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi về lại mất công đi phơi thôi. Thôi gỡ đi, xong rồi về kéo dây. Bê lên xong rồi đi đường kia đi. Để anh lấy qua. Đến đi đèn trên. Đèn trên để lấy qua kia. Cho dễ. Đi đó. Ok. Đi mang nó về rồi. Điển thế. Nó không có cái gì gọi là nhỏ hơn. Đợt này kiểu này về phải thắp hương thôi. Trước khi đi thả diều đem thắp hương. Ôi giời ơi, đừng làm đất, đặt đất bây giờ là nó dính bẩn. Ủa anh cầm ra. Đấy, mẹ nước này. Ôi giời ơi, là giời ơi. Thôi đi về. Nhục thế anh em ạ. Thôi, tạm dừng thôi chứ thả gì nữa. Gió đâu mà thả mà cái ai nữa. À, ướt thế này thì đi phơi diều chứ thả gì. Thôi đi về thôi anh em. Lại một ngày nữa thả diều thất bại. Nặng lề. Quá đen. Thôi nhá, video này tạm dừng thôi. Mang đi về phơi diều cái đã. Thôi hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhá. Nhớ để lại xin một đăng ký kênh đấy. Thôi xin chào, bye bye.